Cô giới thiệu với chúng mình nhé. Hôm nay cô sẽ cho chúng mình làm một thí nghiệm rất là thú vị. Thí nghiệm mang tên núi lửa phun trào. Cả lớp nhắc lại nào. Thí nghiệm gì nhỉ? Núi lửa phun trào. À đúng rồi. Cô giới thiệu với chúng mình, để làm thí nghiệm chúng mình cần phải có những nguyên vật liệu như sau. Đầu tiên chúng mình phải có gì nhỉ? Giấm ăn. Giấm ăn này. Nguyên vật liệu gì tiếp theo đây? Baking soda. Giới thiệu với chúng mình đây là baking soda. Baking soda. Đúng rồi. Ngoài ra chúng mình cần phải có Màu đỏ. Và cô còn có một nọ dầu ăn. Giới thiệu với các bạn đây là dầu rửa bát. Chú ý nha. Và cô cần phải có Cốc thủy tinh. Cô sẽ dùng cốc này để pha giấm với màu đỏ. Và bây giờ này cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách để làm thí nghiệm nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ pha giấm, đổ giấm, rót vào cốc cho cô. Các nhóm nhớ chưa? Rót giấm vào cho cô nửa cốc. Sau đó chúng mình sẽ pha màu đỏ này vào cốc nước giấm. Đúng chưa? Còn một bạn sẽ giúp cô dùng chiếc thìa này xúc baking soda cho vào núi lửa. Lớp rõ chưa? Cháu làm. Giờ Khánh sẽ giúp cô nhé. Và sau đó thì một bạn sẽ cầm cốc nước giấm đổ vào núi lửa. Và chúng mình sẽ quan sát hiện tượng xảy ra nhé. Nào bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nhẹ nhàng làm từng bước một cho cô nào. Con cho đến đây cho cô nhé. Châu Anh cố gắng từ từ đã để xuống. Cho anh giữ cốc xem ạ. Rồi. Nữa đi. Không nhiều vào, hứng vào. Rồi, rất khéo, từ từ thôi. Khéo nha, rồi, rất là giỏi. Cho anh nhìn vào của con. Đầy nó đi con. Đầy thêm một chút nữa. Lấy màu đỏ, hòa. Rồi. Các bạn ơi, núi lửa bên này rất là to nên phải cần nhiều nguyên liệu hơn núi lửa bên này. Đúng chưa? Được không? Nào, thi xem bạn nào thích nhanh nào. Cho cô một chút nữa nha. Rồi. Thôi, bây giờ bạn Thu Minh với bạn Bảo cất cho cô baking soda vào đây. Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Bây giờ bạn Phương Chi và bạn Thu Minh sẽ cầm cốc lên. Hai bạn sẽ cùng nhau đổ nhá. Khi nào, nghe này, khi nào có lệnh đổ thì hai bạn cùng đổ nhá. 1, 2, 3, đổ nào. Chú ý vào con. Đổ mạnh lên. Thôi. Đổ mạnh đi con. Thôi. À, đây là phun trào rồi. Chúng mình hãy quan sát hiện tượng và nhận xét cho cô nào. Sủi bọt lên phun trào đúng không? Rất là giỏi. Chúng mình có biết vì sao núi lửa lại phun trào không? Có xà phòng này, có gì nữa nhở? Bạn nào biết nào? Ai giỏi nào? Baking soda. À, có một Khánh nào, có gì nhở? Baking soda. Dầu rửa bát. Có núi lửa phun trào là do baking soda đã tác dụng với giấm ăn. Và nhờ có dầu rửa bát và có màu đỏ mà chúng mình đã có ngọn núi lửa rất đẹp đúng không? Nào chúng mình có chúc mừng thành công nào. Rồi, cô cảm ơn các con nhé. Hôm nay cô Hiền sẽ giới thiệu với chúng mình một thí nghiệm nhé. Chúng mình có biết thí nghiệm gì không nhỉ? Khi cô Hiền có những quả trứng này, có gì nữa nhỉ? Quái. À, thế chúng mình sẽ làm thí nghiệm gì? Trứng chìm trứng nổi. À, để làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi thì cô con mình cần phải chuẩn bị những cái gì nhỉ? Nước. Trứng này, còn có gì nữa? Nước. Và ngoài ra không thể thiếu đó là gì? Muối. À, ngoài ra không thể thiếu đó là muối đấy. Và để làm thí nghiệm này thì trước tiên chúng mình sẽ phải làm gì nhỉ? Sẽ phải làm sao? Rót gì? Rót nước. À, chúng mình sẽ rót nước vào các cái cốc này này. Sau đó thì chúng mình sẽ làm gì nữa nhỉ? Cho gì? Cho muối. À, sau khi cho muối vào nước rồi thì chúng mình phải làm gì nhỉ? Phải làm sao? Ngoáy. À, phải ngoáy để cho muối tan ra. Và sau khi muối tan ra thì chúng mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Cho trứng. À, chúng mình sẽ lần lượt lấy trứng thả vào từng cốc để quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra. Bây giờ chúng mình có muốn khám phá xem trứng chìm trứng nổi như thế nào không? À, thế bây giờ cô mời bạn Hải Anh với bạn Trang sẽ giúp cô rót nước vào cốc nào. Nào, bạn Duy sẽ lấy thìa ngoáy lên xem nào. Sau khi muối tan nhá, chúng mình sẽ thả quả trứng vào xem.
Cốc này chúng mình có cho muối không? Không. À, cốc này là nước gì nhỉ? Nước lọc. À, cốc đấy là nước lọc. Hai cốc này chúng mình cho muối. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng thả trứng vào xem là. Từ từ nha, nào, thả trứng nào. Từ từ, từ từ. Rồi, vào tay ra. Một cốc thì quả trứng chìm, một cốc thì quả trứng nổi các bạn ạ. Không biết làm sao ấy nhỉ? Làm sao mà quả trứng nó lại nổi lên thế này các bạn ơi? Cho muối. À, vì cái cốc này nó có nhiều muối hơn nên quả trứng nó lên cao hơn đúng không? À đúng rồi, vì muối nặng nên là muối đỡ quả trứng để cho quả trứng nổi lên đúng không? Thử cho các bạn một tràng pháo tay thật lớn nào. Và thí nghiệm của chúng mình đã kết thúc rồi. Chúng mình có thích làm nhiều thí nghiệm nữa không? Có. À, ở những giờ sau cô Hiền sẽ cho chúng mình cùng làm thí nghiệm nữa nhá. Cô cảm ơn các bạn nào. Các bạn rất là giỏi. Cô gọi các cháu. Dạ cô. Chúng mình rất là ngoan. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm một thí nghiệm vô cùng thú vị. Đó là thí nghiệm sự biến đổi màu. Hôm nay cô Duyên có màu gì đây? Màu vàng. Rất giỏi. Màu xanh nước biển. Đúng rồi, màu xanh nước biển. Và màu đỏ. Màu đỏ đúng không? Bên này cũng sẽ có 3 màu và chúng mình sẽ cùng nhau tạo ra nhiều màu sắc khác nhau nữa nhé. Và để có màu thì đầu tiên chúng mình sẽ phải có nước. Nước chúng mình sẽ rót vào cốc, đúng không? Và sau đó chúng mình sẽ hòa màu vào trong cốc. Chúng mình sẽ dùng gì để hòa nhỉ? Chúng mình sẽ hòa tan màu trong nước nhé. Và sau đó chúng mình sẽ quan sát hiện tượng. Nào bây giờ cô mời nhóm bạn Yến Nhi, nhóm bạn Vinh sẽ làm với 3 màu bên này chưa? Nhóm bạn Gia Phong, bạn Mai Lâm và bạn Tùng nhé, sẽ làm bên này và dùng 3 màu cơ bản này để chúng mình tạo nhiều màu sắc khác nhau nữa. Chúng mình rõ chưa? Nào bây giờ bắt đầu nào. Cô mời các bạn nào. Rót nửa cốc nước cho cô. Rất là khéo. Đúng rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho màu vào trong cốc. Khi xúc màu chúng mình nghiêng cốc. Khi cho màu vào trong nước chúng mình thấy có hiện tượng gì nhỉ? Bạn Vinh nào? Bạn Vinh cho màu gì vào trong nước rồi? Con cho màu đỏ đúng không? Còn bạn Mai Lâm? Khi cho màu vào thì cốc nước của con sẽ như thế nào? À có màu vàng. Còn bạn Tùng nào? Cốc nước của con có màu gì nhỉ? Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ hòa các màu khác nhau vào trong cốc nước của mình để xem sẽ biến thành màu gì nhá. Cốc của con biến thành màu gì rồi? Màu gì nhỉ? À, màu xanh lẫn chuối à? Như vậy là màu gì? Con trộn màu gì với màu gì ra màu xanh lẫn chuối nhỉ? Màu xanh lá cây với cả màu vàng ạ. À, màu xanh lá cây màu vàng đúng không? Dùng rất là giỏi. Cốc của con có màu gì đây? Màu đỏ. Màu đỏ và trộn với màu vàng thì thành màu gì nhỉ? À, màu đất cao đúng rồi. Nào bạn Yến Nhi nào? Yến Nhi đâu con? Của con là con cho màu xanh nước biển và sau đó con cho màu đỏ vàng. Biến thành màu tím rồi à? Rất là giỏi đúng không? Thế còn của bạn Vinh nào? Cốc màu con là màu gì nhỉ? Màu vàng. Con cho màu vàng. Và màu gì nữa? Màu đỏ. Màu vàng, màu đỏ. Sẽ thành màu gì? Màu cam. Sẽ thành màu da cam đúng không? Rất là đẹp. Bây giờ con sẽ làm thêm một cốc màu nữa nhé. Yến Nhi nữa nào. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình đã tạo ra rất là nhiều màu sắc khác nhau và đẹp mắt rồi đúng không? Và chúng mình thấy là màu có kỳ diệu không nhỉ? Có. Khi hai màu khác nhau kết hợp với nhau thì sẽ cho ra rất là nhiều màu đẹp mắt hơn đúng không nào? Rất là cảm ơn các con đã tạo ra được rất là nhiều màu sắc khác nhau. Và bây giờ thí nghiệm của chúng mình đã thành công rồi. Chúng mình có chúc mừng nào? Ngoài thí nghiệm sự biến đổi màu ra hôm nay chúng mình còn làm thí nghiệm gì nữa nhỉ? Trứng gì nhỉ? Trứng nổi, trứng chìm. Và còn thí nghiệm gì nữa? Núi lửa phun trào. À, chúng mình hôm nay đã làm 3 thí nghiệm. Các con thấy thế nào nhỉ? Rất là vui đúng không? À, chúng mình rất là thích đúng không nào? Và giờ sau chúng mình có muốn được làm thí nghiệm nữa không? Có.
chúng mình sẽ cố gắng ngoan này, học giỏi. Rồi, sau cố gắng ngoan cô Duyên sẽ cho chúng mình làm thật nhiều thí nghiệm nữa. Chúng mình có đồng ý không? Có. Cô cảm ơn tất cả chúng mình nào.